Những hình ảnh này có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với người Hà Nội, đặc biệt là khi mùa hè đến. Với người Hà Nội, bia hơi không chỉ là một loại đồ uống mà đó còn là một nét văn hóa với chiếc cốc vại đặc trưng. Tuy nhiên, để một loại đồ uống bình thường trở thành một nét văn hóa thì chắc chắn không thể không nhắc đến sự có mặt của bia Hà Nội, một thương hiệu đã cùng người Hà Nội chứng kiến bao đổi thay của lịch sử. Habeco xuất hiện vào năm 1890, tiền thân là nhà máy bia Hommel do người Pháp xây dựng. Tuy nhiên, sau năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Khi phải rút lui, người Pháp đã phá hủy toàn bộ tài liệu kỹ thuật và máy móc quan trọng của nhà máy này. 3 năm sau, cơ sở này được nhà nước tiếp quản lại và chai bia đầu tiên được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn bởi người Việt đã được ra đời. Kể từ khi đó, bia Hà Nội đã có một chặng đường phát triển đầy chông gai xuyên thế kỷ để trở thành một ông lớn trong ngành đồ uống của đất nước.